Nếu như em ốm lại thêm một chút nữa thì chắc chắn là em sẽ đẹp hơn đó. Nhưng em là gái đã có chồng, có con, em đâu còn son nữa. Ừ. Thư à. Sao anh lại kêu Thư ở đây? Ừ, thì có lúc anh cũng nhầm lẫn mà. Mà anh chỉ yêu có mỗi mình Thư thôi sao? Mỗi cô anh yêu một chút. Nhưng yêu nhất vẫn là Thư chứ gì. Anh Nguyễn à, hay anh thôi Thư đi. Em hứa sẽ lo cho anh đầy đủ. Ý của em là sẽ nâng khăn sửa túi cho anh đó hả? Ừ. Em cô đơn lắm. Hãy cho em ở bên anh nha. Cuộc đời này anh sẽ chỉ yêu một mình anh Thư mà thôi. Nó có gì mà anh mê nó dữ vậy? Chị không ai hiểu cổ hết, chỉ một mình anh hiểu. Nó kiêu kỳ, đổng đảnh, có gì mà tốt cho anh chứ? Anh Nguyễn, mà em làm tôi đau quá. Nhưng sao anh cứ hiện với ám từ hoài vậy anh Thông? Tôi chết làm sao em hả em? Nhưng anh cứ làm thế này tôi phải sống sao đây? Tôi muốn bảo vệ em và con. Anh làm ơn đi, anh chết rồi thì anh đi đi, anh chết rồi thì anh lo được gì cho tôi? Em không còn là em nữa rồi. Gì vậy? Sao? Sao có cảnh sát tới đây vậy? Có chuyện gì vậy? Có một chút rắc rối. Đã lầm người rồi. Đây là chứng minh nhân dân của tôi. Anh em mình về. Xin lỗi chú về sự nhầm lẫn này. Không sao. Chào chú. Đây là chứng minh nhân dân thật sếp.
còn tên Trần Văn Long trong lệnh bắt của chúng ta. Cái đó cũng là thật. Hai người à? Anh Minh, em tìm được một thứ, giấy khai tử của Trần Văn Long. Trần Văn Long đã chết cách đây 8 năm, là thời điểm lão đã phóng hỏa đốt cháy chiếc ghe của mình. Thì ra lợi dụng vụ tự phóng hỏa đó, lão biến mất và người ta đinh ninh là lão đã chết. Có mộ mã gì không? Dạ có. Em qua bên kia. Không thể biết chắc được ở dưới có một Trần Văn Long nào không. Nếu cần thiết mình có thể cho khai quật được không sếp? Được, nếu cần. Khi nào? Tối hôm nay. Làm gì mà mẹ cứ khóc hoài vậy? Ông chết rồi. Mẹ nói ai? Ba ruột của con. Kệ ổng đi mẹ. Mẹ con mình cũng đâu có ưa gì ổng đâu. Ông bị người ta giết. Giết ông hay là mấy chủ rượu? Thôi đừng buồn mẹ, số của ông vậy rồi. Kệ không đi. Đoán thử coi.
biết ngay mà. Chúng ta cứ tiếp tục theo dõi ông Trần Thành Công. Rõ. Rõ. Thường thì tụi này giấu hàng trong áo ngực hoặc dưới chỗ kính, là chắc như bắp. Ở những nơi như vậy thường thì giấu được bao nhiêu? Nhiều lắm á cưng. Đi tiếp khách nữa hả cưng? Mấy con này ngộ quá ha. Cũng đi làm gái mà. Gái vũ trường mà làm gì chảnh dữ vậy? Tôi làm phiền ông quá. Thật tình tôi cũng không muốn ông nhìn thấy cảnh này. Không sao, tôi nguyện làm phước những ngày còn lại. Trước mắt tôi giúp cô 5.000. Kêu tôi đó. Thôi ông đợi tôi chút xíu nha. Không cần đâu, cô cầm lấy. Gặp sau. Dạ, tôi cảm ơn ông.
đau sao, chờ mong người đi về đâu vẫn nhớ về. Tình là có không khi nào, tay cầm tay thương là thương sao, chờ mong ngày mai anh biết ra sao. Người có đi xa tận phương trời, nắng trong mưa tìm nhau, chờ một ngày yêu thương là lời. Nói cho nhau một câu, để từng ngày ta thôi còn cho ngơ. Trái tim thôi ngủ yên, để từng đêm ta sẽ triền miên. Nếu đêm nay mình trôi, một mình anh nơi đây vẫn thao thương. Yêu lắm, thương lắm mà xa lắm, đau lắm. Ai buồn, em buồn vì ai. Yêu lắm, thương lắm mà xa lắm, đau lắm. Ai chờ, mong chờ, em chờ đợi anh. Nắn Thư à, Thư, anh Thư, Thư à, Thư. Bác sĩ, bệnh nhân đã tỉnh lại, mời người nhà vô. Nhưng mà chỉ một người thôi. Dạ. Dạ. Ừ. Con ở đây đợi cô. Ừ. Ngày 20 tháng 3 lúc 21 giờ, ông ở đâu và làm gì? Tôi đi chờ gái. Cô ấy tên gì? Cô ta tên Thư. Vậy còn ngày 24 tháng 4, từ 9 giờ tối đến 6 giờ sáng, ông làm gì và ở đâu? Tôi đi chờ gái, vẫn là cô Thư. Trung, đã có lệnh khám nhà Nguyễn. Trung, tất cả những thời khắc mà nạn nhân bị giết, lão đều có chứng cứ ngoại phạm. Chúng ta cần phải xác minh lại qua lời khai của cô Thư. Biết đâu đó là một cô Thư nào khác.
Anh Nguyễn. Chúng tôi có lệnh khám xét nhà anh. Sao lại khám xét nhà tôi? Hy vọng anh sẽ hợp tác. Được thôi. Dạ, thưa thầy. Thầy cho em ly cà phê. Em uống trước đi. Dạ, em cảm ơn thầy. Của em sao rồi? Dạ, cho em tăng được 1 ký. Tốt. Các anh lục soát nhà tôi như vậy, nếu như muốn làm căn, tôi có thể kiện các anh. Xin lỗi vì đã làm phiền anh. Cảm ơn anh đã hợp tác. Chào anh. Cô biết anh ta? Dạ, nhà em với nhà anh ấy chung một dãy phố. Nhà nó có ai? Chỉ có mỗi bà mẹ thôi. Thương. Thương. Ủa, thầy, thầy đi đâu vậy? Tôi đến tìm em. Tôi muốn hỏi là đầu tuần sau em có thể đi làm được không? Tôi sẽ trả lương cho em. Thầy, em hiểu là thầy muốn giúp em. Nhưng mà... Chắc em cũng hiểu được công việc mổ tử thi của thầy trò mình mà. Mỗi một xác chết chúng ta có từ 50 đến 150 ngàn. Nhưng nó không đáng là bao nhiêu. Chắc chắn là thầy trò mình không muốn có nhiều xác để mổ. Nhưng mà lương chính có thể giúp em trang trải được phần nào. Dù sao thì thầy cũng tới nhà em rồi. Em mời thầy vô nhà em uống nước. Mẹ em đó thầy. Mẹ em đang ở đâu? Cả em và cha đều không biết là mẹ em còn sống hay không nữa.
Cha em để hình của mẹ như vậy để em và cha cảm thấy đỡ nhớ. Mẹ em đã ra đi bao lâu rồi? Hồi em 3 tuổi, mẹ em đi lấy chồng khác. Cha em cũng từng nói là sau đó cũng có gặp mẹ em mấy lần. Nghe nói là mẹ em đi Campuchia, nhưng 15 năm nay không có tin tức gì của mẹ hết. Hèn chi lúc nào mắt em cũng ướt. Vậy thầy có khinh thường em không? Không, em có nỗi khổ tâm riêng. Tôi chỉ buồn là không biết làm gì để có thể giúp được em. Nhà này cũng đã bị thu hồi rồi mà không có đền bù gì hết. Em với mấy nhà gần đây cố ở, chẳng biết là nay mai hay là khi nào mình bị đuổi ra khỏi nhà. Trước khi mà cha em bị ung thư thì thật tâm em rất muốn theo nghề của thầy. Thầy Trung ơi, cái ông khách của em á, ý em muốn nói cái ông khách mà em đứng ra làm chứng đó hả? Thật sự em không muốn biện hộ hay là giải thích gì hết, nhưng mà khi mà ông ấy biết hoàn cảnh gia đình nhà em, ông muốn giúp em cả 8 đợt quá trị và xạ trị vừa rồi đều là do ông ấy giúp em hết. Nhưng mà em có biết ông ta đang bị tình nghi là một trong những ông trùm ma túy tinh vi và nguy hiểm. Thầy mong rằng em hãy hết sức cẩn thận. Thầy, thực sự em cảm thấy là ông ấy rất hiền và dễ thương nữa. Cái cách mà ông đối xử với em giống như là cách đối xử với một đứa con, chứ ông hoàn toàn không làm gì em hết.